Thưa quý vị, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa qua, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp cùng cảnh sát cơ động và Công an huyện Hòn Đất bất ngờ đột kích bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, đá gà ăn tiền. Trước đó, khi đột kích sòng bạc trong một vườn xoài, Công an đã bắt giữ 40 người đang say sưa sát phạt. Theo thông tin ban đầu, trước đó, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang bất ngờ đột kích vào vườn xoài phía sau nhà của ông Trương Văn Nhật, 46 tuổi, ngụ tại ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất. Thấy công an, nhiều người bỏ chạy. Tại hiện trường, công an bắt được 40 người, tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm 16 con gà, một bộ tài xỉu và số tiền trên 150 triệu đồng. Khai với công an, ông Trương Văn Nhật, 46 tuổi, chủ đất, bước đầu thừa nhận đã cho thuê phía sân sau nhà để tổ chức đánh bạc. Công an cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và thu tiền sâu đối với Danh Cường, 54 tuổi, Trần Bảo Tuấn, 34 tuổi và Nguyễn Hoàng Giang, 44 tuổi cùng ngụ tại huyện Hòn Đất. Theo cơ quan chức năng, ổ bạc này đã hoạt động rất lâu, hàng ngày rất nhiều người từ các nơi tụ tập tại đây đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà, số tiền cá cược từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Nhóm tổ chức đánh bạc còn thuê cảnh giới từ xa để báo động khi thấy có người khả nghi đến gần, gây rất nhiều khó khăn cho việc triệt xóa. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.